Bây giờ mình sẽ đi mình mua 10 mét lưới bén. Bây giờ mình sẽ thả giăng xuống. Lát mình sẽ đi lại đảo vòng mình thăm nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ đi giăng lưới bắt cá nha mọi người. Mình sẽ đã mua sẵn lưới bén rồi, giờ mấy anh em mình sẽ đi bơi xuồng để chúng ta có thể giăng những con cá lồng tong hoặc là những con cá gì mà dính vô lưới. Đó, giờ mình sẽ bước qua bên xuồng bên kia nha. Nước thì không sâu lắm. Rồi giờ mình sẽ bước qua nha. Ok. Bước lên cây á, đừng bước lên miếng Gì? bước lên cây á, Cây nào? cây này Thì đúng rồi. Ok. Rồi mình đã xuống được tới xuồng nha mọi người. Nước nước hơi rất cạn. là trong mà hơi cạn. Nên giờ mình sẽ đi giăng giăng nha. Bây giờ cu mình đang bơi xuồng nè mọi người ơi, nhìn cũng khá là vui. Do nước mặn cho nên người ta đóng bí bí bọng rồi nha. Giờ tụi mình sẽ đi bơi một khúc để chúng ta có thể bắt giăng cá. Đó. Nước rất là trong xanh. Khúc này cá nhiều nè mọi người, mình thấy cá lồng tong đây chạy quá trời nhiều nè. Mà nó mình thấy nó không được bự. Rồi khúc này sâu nè, khúc này sâu là có thể có cá nhiều nè nha mọi người. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đẩy cái xuồng này xéo nha mọi người. Mình thì không biết bơi mà mình nghĩ là sông này chắc không có sâu lắm. Cho nên là cũng không đến nỗi gì. Đó. Thì người ta biết bơi, bơi chèo không? Hả? Biết bơi Biết không? chứ, biết chứ. Thì đó, bơi Đây. rồi Giờ mình bơi chèo nha mọi người. quay ngược lại, quay ngược lại. Bên kia kìa, anh đi rồi, quay ngược mình lại, quay ngược lại Dữ vậy? đi. Ừ. Đúng không? Nhẹ thôi. Đâu mà mảnh chai, đâu mà mảnh chai. Rồi quay qua đây, quay lẹ. Hả? Lẹ quay Quay quay. sao, quay sao? Thì đó, bơi tới nữa. Bên đây, Quay bên sao? đây. Rồi, không biết bơi rồi. Lên đây vậy đi, bơi cho. Không biết rồi, lên đây. Rồi Cô người. là sao, ý cô là sao? Lâu vậy đã. Cái đầu lâu này bên đây, Ừ. dừng cho cái ghe này bên kia cái gì? Ừ. Ý cô là vậy vậy? Ừ. Nhẹ, cá đi hết. Cá đi hết. Này lại đi, lại đi đi. Quay tay, là bơi tay, là bơi tay. Nè, lại đi, lại đi. Ừ vậy đó, rồi bơi tới ngoài đi. Nhẹ thôi. Thôi bây giờ cá đi hết đây 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 Mọi người giờ anh cô mình sẽ bơi xuồng nha. Không biết mình không biết bơi xuồng rồi. Lắc quá mọi người ơi. Nãy giờ thật ra mình chỉ đi mấy con khúc thôi chứ không có được xa tới đi vòng đây không à. Đó. Người dân đâu? Dán đâu? Giờ làm gì nè? Nhìn cái sùng em, Rồi. nhìn cái đầu nó Rồi ok. Kéo đâu nè, kéo đầu này giờ đâu? đi đứng ra đây. Giờ mình đang vịn cái xuồng nha mọi người. Để cho anh cu mình kéo cái xuồng này lại. Ồ, thông minh quá mọi người ơi. Phải từ 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 từ. Mình nằm luôn rồi. Ê. Khoan 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 khoan. Yeah. Đây mọi người, giờ mình đang kéo cái xuồng này trở lại để chúng ta có thể quay 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 clip. Gì vậy? Sao coi được? Giờ mình sẽ đẩy Tắm xuồng nha. này vô nha. Ok vậy đi. Ông xuống đi, ông xuống tắm đi ở tù quay cho. Ừ, xuống tắm ở tù quay cho. Đâu trái mọi người ơi, có anh trai đòi ở tù rồi xuống tắm sông mọi người ơi. Đó, giờ mình tụi mình đã cho cái ghe này vô bờ rồi, giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu giăng lưới nha. Bây giờ cô đẹp trai mình sẽ thả lưới xuống nha mọi người. Bây giờ mình kiếm cái cây nào để mình neo cái lưới của mình nha. Mình có thể thả cái lưới này xuống. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều cá luôn. Mà không biết giăng lát có con nào hay không thì mình không biết.
Nước này nước cạn chứ nước cứ lớn đi xíu à. Nhiều cá lắm nha mọi người. Đây thì giờ cô mình đã câm lưới vô được đầu rồi nè. Giờ bắt mình bắt đầu tụi mình bắt đầu giăng lưới nha. Ủa cái xuồng này tự nhiên bay đây chi với mình đẩy qua bển nha. Nè, cái xuồng tự nhiên vô qua đàn chi mình đẩy đang đắng rồi. Đó, giờ mình đi giăng lưới nè. Rất là yên bình. Ủa gì kỳ gì kỳ vậy, giục dây mọi người. Giờ mình bắt đầu mình buộc lại nha. Giờ thì cũng ba mấy giờ mấy chiều rồi, cũng không đến nỗi là nắng nha mọi người, cũng mát, gió hỏi hi hu rồi. Được không, lâu dịnh chưa? Giờ của mình buộc lại vô gọng dây đó nha, nó bị sứt rồi mọi người ơi. Để lâu dèo cho. Nó có tự nhiên nó lên nó lại chứ giờ. Rồi ok. Nhiên nó gọi đứng im mà. Đứng im rồi nè. Mình đứng im rồi mà cô vlog mình nói gì á. Ok chưa? Của mình vẫn tiếp tục à. Rồi giờ mình bắt đầu mình đi nha. Mình đang cầm cái tay nè mọi người. Thật ra mình không biết bơi. Mình biết chèo thuyền nhưng mà đối với thuyền kia kìa. Giờ mình phụ chèo nha. Đây đây lâu để lâu để lâu để lâu. Lại lại lên đi, ngồi xuống. Nè nè nè. Rồi anh cu mình giờ đang tiếp tục di chuyển xuống phía dưới để chúng ta có thể giăng lưới nha. Đời sống miền Tây chúng mình rất là bình dị, cá tôm tép nhiều lắm, nhưng mà dạo này mùa nước mặn cho nên là cá khan hiếm rồi nghe mọi người. Nóng xuống kìa. Mọi người nhìn thấy là cá lồng tông nó bơi rất là nhiều nè. Đó, giờ mình giăng nha. Rồi ok. Mình thấy trong phim nó cũng giăng giống vậy nè mọi người. Nhưng mà nhìn thấy nó đẹp lắm. Ê, nó dướng kìa, nó dướng kìa. Mà ở đây mình thấy khó khăn quá trời. Nó dướng cây cô ơi, nó xuống kìa. Dướng cây kìa. Bây giờ mình sẽ đi mình mua 10 mét lưới bén. Thì giờ mình sẽ thả giăng xuống. Lát mình sẽ đi lại đảo vòng mình thăm nha. Ê, dưới người ta có đặt cái gì nữa kìa cô. Cái gì rồi? Dạ rồi. Mình vừa bị một pha té xuồng mọi người ơi. Khá đau. Ui da, giờ vẫn còn đau nè mọi người. Lý do là đây tại vì mình quay lại phía sau để quay cho mọi người nhưng mà thật ra mình bị té. Ở dưới thấy có ai lật lọ kìa cô. Ừ, có cá không? Dở coi có cá không chứ lấy gì. Nè, có mấy cây này nè. Cái bự nè. Nè, cái bự nè cô. Có con cá nào chưa? Lưới nó xuống gì vậy? Nè lấy cái cây bự này nè. Nè cây giờ mình đi kiếm cây gì để mình cầm mấy cái lưới bén này nha mọi người. Hình như nước nó xì vô vậy cô ơi. Không chìm đâu ha. Không chìm, nước này cả nhách mà lo gì. Mình lấy mấy người làm du lịch mọi người, ta bơi xuồng rất là chuyên nghiệp. Đây mọi người thấy là nước rất là trong. Mà hình như bên kia của mình đang dính cá rồi mọi người. Mình thấy nó nhúc nhích bển này kìa. Lát mình sẽ bơi ra đẳng mình coi nha. Đợi xíu rồi mình mới hâm được. Cái ghe vô duyên của người tự nhiên mình đẩy qua bên kia giờ nó vô tại tại chạy qua đây làm chi không biết nữa. Giờ giờ cô mình đang chuẩn bị những khúc lưới cho ok rồi bắt đầu mình dở cá nha.
nhìn rất là vui mọi người ơi, rất đẹp. Dưới này là lưới bảy cái đồng tông, có cái là người ta đặt ở dưới đó nè, dở lên thấy gắn hết hồn. Dính nè cái rồi thì vậy đó, nhím nhít đó hả, dính rồi hả, nãy rồi, nãy không ngồi tắn tắn bụng tắn tắn thấy mà. Ừ, được hai con rồi nè, dính được mấy con rồi, cá sặc hay gì á, đồng tông đó. Mình chờ xíu nữa mình lại mình dở nha mọi người. Nó cũng lớn rồi. Đi chen nãy cái gì đâu lớn. Bên đây luôn. Nhìn chiều nay mát ghê mọi người ơi. Giờ quá trời luôn kìa. Giờ tụi mình đi lùa cá nha. Mình sẽ lên đây để mình đập đập cho nó chạy lại đẳng. Quá trời cỏ luôn. Ôi trời kìa kìa kìa, trời nó chạy đã ghê. Ôi nè mọi người ơi. Ôi nhìn nó chạy kìa. Ôi. Nước trong vắt mà mọi người rất là dễ thấy. Quá trời luôn nè. Lấy gì ấy ta? Mình sẽ bự chọi đẳng cho chạy lại đây. Trái dừa siêu khổng lồ kìa mọi người. Đó nó chạy đó, chạy lại đó, chạy lại đó, đây chạy lại đó. Đang chạy lại đó. Tạt nước bên kia. Đây phải không? Đó, mình đang tạt nước cho cá nó chạy nha mọi người. Mình sẽ nhử cái đám cá này lại đằng kia. Có thằng phỉnh nè. À. Biết đâu dính cua biển rồi mà. Mập luôn á. Mình vẫn tiếp tục lùa nha, giờ mình bên đây mình cũng lùa nè. Cho con cá chạy hết rồi bánh. Mình giăng hết Nguyễn Dũng luôn rồi, 10 mét. Đó dính này kìa, dính kìa. Rồi nó quặn quá trời kìa. Chạy xíu nữa mình tụi mình sẽ dở lưới nha. Vui quá mọi người. Vừa nước rất là nhiều luôn nè. Đó. Mà chắc già hết rồi. Bây giờ mình sẽ lại thăm dò từ từ coi có dính con cá nào không hả? Dính nào không? Bây giờ mình sẽ coi nè, mình sẽ coi theo chiều lưới coi nó có bụng trắng trắng rồi nó dính nha mọi người. Nó dướng đây rồi nè. Nó dướng cái 12 cái ngục hay lờ gì nè. Hả? Mấy con cái gầm. Giờ anh em mình đi dỡ lưới nha. Đi coi coi có con cá nào không. Rồi không thấy có con nào hết. Đó. Dưới được hai con luôn vậy. Gặp luôn kìa. Hai cá gầm nè, gầm con. Nhỏ hơn cá hả mình tát nữa. Khó gỡ à. Đó, đường con rồi đó. Đây con thứ hai nè. Ê. Nó dính đầu không gì á. Hay quá mọi người ơi. Tiếp tục, tiếp tục. Mình sẽ đi tới xíu nha. Lấy cái dầm này cái gì bơi ra nha. Ừ. Không có con nào hết.
Nó nặng ha. Họ lấy cái gì, cục đá gì bỏ vô cho chìm xuống. Mình tới xíu nữa nha. Không có. Chim gắn cái gì kìa. Cái lồng tông. Ồ, cá gầm quá trời luôn kìa. Tụi quanh con rồi. Cái này mập nè. Cái lồng tông. Tước còn con nữa kìa. Nhìn dở khá là vui nha mọi người. Mặc dù không có nhiều cá nhưng mà đặt đầu mình dở cũng có cá cũng vui rồi. Rồi giờ mình dở xong rồi, giờ mình sẽ chờ thêm xíu nữa cho nó có cá rồi mình dở tiếp nha mọi người. À, tranh thủ trong lúc chờ đợi trước khi vớt cá lên thì bây giờ tụi mình xuống đây coi người ta bắt cá nha mọi người. Dưới đây người ta cũng giăng lưới giống mình vậy đó. Giờ cô mình đang xuống dưới sẵn rồi đó. Ủa? Không có nhà bác. Có cá không? Có cá không? Ủa dạ. Cái này người ta cũng mò cá giống mình nè mọi người. Dạ. Anh mà bắt giống cá nữa anh lại luôn. Bạn cứ nghe thấy tao nó sợ chết mẹ rồi. Nó giấu tìm chuột quá tài ta. Cái gì? Cái gì? Chuột không nhanh quá. Hôm nay đăng nhiêu bếp rồi? Ờ, trăm mấy à? Nhiêu được theo dõi à? Mới có ngàn mấy à? Ngàn mấy vậy theo dõi ngon rồi. Quay ngay mặt mắc cỡ lắm. Rồi anh chuẩn bị anh gì anh mở kênh lên là mình đang sống rồi đó. Ơi sẽ cá lóc hết thần vậy chứ. Bắt được cá lóc cũng hay à. Nghe ổn quá. Quá tài chuột luôn. Chuyên chuột hay gì? Quá này không biết đó vậy. Nó tròn. À. U. Đây chưa? Cái lồng tông hả? Quá lấy sao ngắn vậy ta? Không có bề dài. Quá bề quá chứ. Bề xuống ha. Tụi mình chờ thêm 10 phút nữa thì tụi mình sẽ qua bên kia để tụi mình dở nha mọi người. Nay nước cạn quá trời. Ta đóng cống rồi, ta không có xả cống vô. Mùa này mùa dê kêu quá trời mọi người. Giờ anh cu mình do ít cá quá cho nên chơi lầy luôn nha mọi người. Móc sình chọi cho cá mình chạy dưới nó dướng lưới. Chứ không chọi là nó nằm ở trên đây quá trời cá luôn nè. Giờ nó chạy thấy ham luôn. Giờ tụi mình sẽ đi dỡ lưới nha. Để coi được con cá nào không nữa. Nãy giờ cũng khá lâu rồi đó. Gì? Bởi vậy. Giờ mình sẽ xuống dưới nha. Nãy giờ mình thấy chờ đi coi người ta bắt cá quá trời luôn. Mình biết mình có con nào không nữa. Ngục má nó sao tới mình. Tới mình đi là nó chìm là sao tại đủ. Mình đi là nó bị chìm là sao mọi người. Rồi xuống xuồn chiếc xuồn nãy giờ mình câu được nhiêu đây nè. Đó nắng quá quên cái này. Ok giờ mình sẽ xuống dưới đây nha. Dạ. Gì đâu, đã cá rồi. Đâu có
đâu có đâu. Kìa. Rồi giờ mình sẽ bơi lên đẳng rồi có cá không nha. Nắng quá trời. Để đằng đẳng xíu cho nó mát nè. Quá trời nắng mọi người. Nãy quên đem nón nữa. Thiệt tình. Hy vọng là chiếc này thu hoạch kha khá nha. Không biết được con cá nào hay không nữa. Bây giờ mình sẽ dở thử nha. Để coi có con nào hay không. Ôi, lưới nè. Ơi. Rồi được rồi đó, được rồi đó. Ok. Rồi. Lấm càng câu. Rồi dở nè. Không thấy con gì hết. Được có mấy con nè mọi người ơi. Chiếc này cá lồng thông không đủ không đủ vốn mà lưới. Đây ít cá quá trời mà. Kìa. Được có một con à. Dưới đây đựng con nè. Giờ đây mình để cho cu mình dở nha. Dưỡng cây nữa chứ. Mình sẽ đi tới xíu nữa nha. Thấy được mấy con cá lồng tông không à. Trời đất ơi gì kỳ vậy. Tống tơn. Giờ là chết thiệt rồi. Trống dọc luôn. Được có mấy con mọi người ơi. Còn là cá điềm kìm không à. Sau hồi cãi vã thì tụi mình thu lưới nha mọi người. Thất thu rồi. Được có mấy con. Đó, nằm ở trên chiếc dép. Giờ mình sẽ cuốn lưới về quê. Cá chạy quá trời luôn mà không có dính cá nào hết trơn. Cá này có hộp hức nè. Khôn. Rồi tụi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì hôm nay mình đã dẫn tụi mọi người đi bắt cá rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ tiếp tục tụi mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video ngày mai với ngày mốt nữa.